cảm nhận là siêu bông bình lợi ha. Thôi cái cây này của chú anh chị nó uống lắc quá trời luôn ha. Siêu bông bình lợi luôn nha. Thân nó rất là có duyên. Ừ. Cái này nè. Độc đáo lắm kìa. 40 nha cô chú anh chị mình. Rồi mã số 40 của chú mình. Cây này cái nơm á cô chú. Cây này khá đẹp nha. Già cây. Chị Ngọc Lan ha. Rồi em chào chị nha. Rồi cũng chào cô chú anh chị hết bên nhà cả nước ạ. Hôm nay cũng vẫn tiếp tục trở lại kênh giao lưu cô chú anh chị mình lô siêu bông bình lợi nha. Mã số hôm nay mã số đầu tiên mã số 40 nha cô chú anh chị mình. Rồi mã số 40 của chú mình. Một cây siêu bông bình lợi. Cây này cái nơm á cô chú. Cây này khá đẹp nha. Già cây ha. Chỗ này thì nó bình thường của chú nha. Cái này là da nó già quá nó lên nhân gân chút xíu chỗ này ha. Vành 18. Rồi. Cái củ được 41. Cây này cực kỳ quái nha cả nhà. Đế sởm đơm được 22. Rồi. Cao 46. Ngang 56. Rồi. Tiếp theo cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 41. Vẫn là siêu bông lợi luôn cô chú anh chị. Cây này củ đế đẹp, thân lá có duyên cô chú. Rồi. To luôn nha, hoành nó cũng ổn. Gọi kêu củ quay á. Hoành lên này 31 nha. Rồi. Củ nạc thế này 52. Cao được 63. Ngang được 83. Okay. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2.200.000 ha. Rồi 2.200.000 cho mã này bao ship nha cả nhà mình ơi. Siêu bông bình lợi luôn chơi Tết luôn ạ. À. Tiếp theo luôn. 42. 42 là một cây siêu bông Sài Gòn duy nhất trong lô ha. Dạ. Cây này thân đẹp quá cô chú anh chị ha. Nào. Nó lùn ha, cây nó lực lưỡng dữ lắm luôn nha. Và đặc biệt là cái tàn đó cô chú. Hàng này chơi Tết bao đẹp luôn nha. Rồi em nhờ chị đo thông số ha. Mình lên đến này 29 ha. Rồi. Chiều dài có hú được 35. Cao 74. Tàn quá trời của chú. Ngang 1m10. Rồi. Rồi cái này em dẫn cho luôn cô chú anh chị mình giá là 2.400.000 cô chú anh chị mình. Dạ 2.400.000 bao ship cho mã này nha cô chú anh chị, siêu bông Sài Gòn luôn ha. Mã tiếp theo luôn ạ. 43. Siêu bông bình lợi ha. Dạ, siêu bông bình lợi cô chú. Tàn bự ha cô chú anh chị. Cái hoành nó cũng khá to ha. Củ chà bá luôn. Củ bự nha. Bên đây cái mặt củ bên đây nè cô chú, mặt tiền bên đây ha. Hoành đến này 28 ha. Rồi. Củ nạc nó 43. Cao 76, ngang 1m. Dạ. Rồi cái này em giao luôn cô chú anh chị mình giá 1.800.000 ha. Dạ, 1.800.000 bao ship cho mã này nha cô chú anh chị mình ơi, siêu bông bình lợi hàng chơi Tết nha. Dạ mã số tiếp theo luôn cô chú mình. Mã số 44. Mình nhận là siêu bông bình lợi luôn. Cái dáng trượt nha cả nhà. Ôi được cái dáng trượt đẹp nha. Đế đều ở trơn luôn nha. Tàn cũng ổn nha cô chú anh chị. Rồi nó không số nha nha. Hoành là 27. Dạ hoành gốc 27 cô chú. Củ nạc 50. Cố mập lùi nha cả nhà. Cao nó được 97. Ngang được 90. Rồi. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 1 triệu chẳng ha. Có 1 triệu thôi cả nhà ơi, cây này giá quá yêu thương cho mình nha. Cô chú tranh thủ mua về chơi Tết ha. Có tiếp theo luôn cô chú. 45. Vẫn là siêu bông lợi luôn. Ừ, siêu bông mình lợi luôn cô chú mình. Trời ơi, cây này nó bự lắm nha cả nhà mình ơi. Đo giùm em cái thông số đi chị. Ở đây đến này 32. 32 hoành đó cô chú. Cái này là 44. Cao 85. Ngang 1m05. Cao 85, ngang 1m05 nha cô chú, hoành 32 ha. Rồi cái này em giao lưu cô chú giá là 2.200.000 ha. 2.200.000 cho mã này bao ship nha cô chú anh chị ơi, siêu bông bình lợi nha. Cái này to xác quá chừng cô chú. Mã số tiếp theo cả nhà. 46. Cũng vẫn là siêu bông bình lợi nha. Thôi cái cây này của chú anh chị nó uống lắc quá trời luôn ha. Siêu bông bình lợi luôn nha. Thân nó rất là có duyên. Ừ. Chỗ này nè. Độc đáo lắm cái nhà. Hoành đến này 33. Hoành bự á. Cao 77. Ngang 1m05. Rồi. Rồi cái đèn giao lưu của chú anh chị mình giá là 2.500.000 thôi ha. Dạ. 2.500.000 cho mã này bao ship của chú ơi, cây khá là duyên dáng luôn nha. Tiếp theo luôn cả nhà. Tiếp theo là
siêu bông mình lại luôn ha. Mấy gà con đưa lên hà thường chậu lên dễ cắn. Dạ. Cái xù xì xù xì. Đó, hơi dịnh nè. Ghê quá vậy. Quanh điểm này là 36 ha. Cao nó 1.98 à. Ừ. Nha 1m07. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình 2.700.000 ha. Bao ship cho mình luôn nha cả nhà ơi, đi kiện gỗ ha, 2.700.000 cho cây siêu bông mình lại này, mã số 47 nha. Cây quá trời bự nha cô chú mình ơi. Tiếp theo luôn 48. Siêu bông mình lại nha cả nhà ơi. Cây này có chắc có rong lá không, bớt mới nè cô chú anh chị ha. Thì nó hơi thưa tàn mấy cây kia xíu nha. Cây này rong lá sẵn hết trơn cô chú anh chị, khỏi rong ha. Được rồi. Hoành 27. Cao 75. Ngang 92. Mắt ghép đều hết nha cô chú anh chị. Rồi cây này giá 1.1.000 thôi cô chú anh chị mà. Dạ 1.1.000 cho em này á, bao ship nha cô chú anh chị ơi, cây bự nha, chản luôn. Tiếp theo cô chú. Mã số 49. Siêu bông mình lại luôn cả nhà, cái bể đế cái, quá chừng ha. Cái này nó có bị lỗi ha mà em nè. Xếp cây ông xử lý rồi, em để em da luôn cho qua đẩy nè. Cái gì cô chú ốp lại nha, mình ốp lại mình xử test keo đi thêm nữa nè. Gửi cho cô chú mình coi nè. Test thêm như keo vô nha cô chú chị. Keo tạo xù quá, chỗ đó mất có xù lên luôn á. Ủ 61. Cao 70. Ngang 82. Rồi. Rồi cái này em dẫn giao luôn cô chú anh chị, mình giá chỉ là 1.200.000 ha. Ừ, 2 thôi cả nhà, bao ship nha. Cái này khá là bự cô chú anh chị. Tại vì lỗi mấy cái điện bán thu hồi cho giá phôi nha. Ừ. Cái này về cô chú mình test cái keo tạo xù vô đây nè cô chú, mốt nó lên xù luôn ha. Rồi, em xuống mã nha cả nhà. Mã tiếp theo cô chú. 50. Mã số 50 cô chú. Dẫn là siêu bông mình lại luôn. Rồi, siêu bông mình lại luôn cô chú mình ha. Hoành 27.5. Cao 62. Ngang 82. Và cái này giá cũng chỉ tiểu nha. Rồi, 1.000.000 bao ship nha cả nhà. Mã số cuối clip ngày hôm nay cô chú anh chị. Đã 51. Là một cây siêu bông mình lợi nữa ha. Cây này quá trời quái lắm nha cô chú mình. Anh chị em nào mà hết hàng bonsai hết lấy cây đầu clip, cây cuối clip nè. Trời ơi nè. Cái dáng gì, cái ghét gì bên trời nè cô chú anh chị. Cây này nó có cái nhỏ xíu cái này nha. Qua cho cô chú anh chị mình coi. Hoành 20. Đó. Mà liền nữa hết nha cô chú. Cái đít này đâu, cái đít nào. Cái đít nó được 31. 30 à. 30 hơn chút, tính 30 thôi. Rồi. Tổng đế được 60. Cao được 55. Ngang nó được 80. Rồi. Rồi cây này em dẫn giao lưu cô chú anh chị mình giá 1.000.000 ha. Rồi 1.000.000 bao ship cho mã này nha cô chú anh chị ơi. Siêu rồi. Bông bình lại ha. Thì quá trời quái luôn cô chú anh chị. Rồi bên này cũng là cây clip em ngày hôm nay luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ạ. Xin chào, hẹn gặp lại ạ. Rồi em chào tạm biệt cô chú nha. Và hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo của em ạ.